Đoàn thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương đã có cuộc khảo sát thẩm định hồ sơ tại huyện Quảng Điền. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch và phân loại đô thị để sớm đạt các tiêu chí theo quy định của nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cuộc thi Star World 2021 tạo sân chơi trao đổi học tập ngoại ngữ giữa sinh viên các trường học trên toàn quốc, nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong học tập và khả năng hội nhập với môi trường làm việc trong tương lai. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, thứ hai ngày 13 tháng 12. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức lễ truy điệu và an táng hai cột liệt sĩ hy sinh tại phường Thuận Hòa thành phố Huế. Tham dự lễ truy điệu và an táng có đồng chí Phan Thiên Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế và người dân địa phương. Từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 24 đã phối hợp với lực lượng chuyên trách Đội quy tập mộ liệt sĩ 192, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khảo sát, xác minh, triển khai tìm kiếm, cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ tại khu đất số nhà 43 Tôn Thất Hiệp, tổ 6, phường Thuận Hòa thành phố Huế. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những chiến công của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc, giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cùng trong sáng qua, đoàn thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn, đã có cuộc khảo sát thẩm định hồ sơ tại huyện Quảng Điền về thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn. Tham dự và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở ban ngành liên quan. Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay huyện Quảng Điền đã có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã được đổi mới khởi sắc, khang trang, sạch đẹp hơn. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới. Thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy. Tổng nguồn lực huy động từ năm 2010 đến nay đạt 4.661 tỷ đồng. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xem là nội dung cốt lõi trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, trong những năm qua, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp bình quân đạt 3,8% một năm. Đến năm 2020, cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ 37% trong cơ cấu giá trị sản xuất của toàn huyện. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 1.119 tỷ đồng, trong đó trồng trọt 443 tỷ đồng, chăn nuôi 391 tỷ đồng, nuôi trồng thủy sản 272 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một người một năm. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương ghi nhận những kết quả mà Quảng Điền đã nỗ lực đạt được trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cũng cho rằng những kết quả này là chưa tiêu biểu, chưa nổi bật. Do vậy, trong thời gian tới, Quảng Điền cần phải khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đưa ra những giải pháp mang tính bền vững, đột phá trong sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch đầm phá Tam Giang gắn với làng nghề truyền thống, đẩy mạnh xây dựng môi trường cảnh quan ngày càng văn minh sạch đẹp, cần đưa vấn đề chuyển đổi số vào xây dựng nông thôn mới thông minh. Tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác trong quá trình hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh yêu cầu huyện Quảng Điền cũng như các sở ngành liên quan cần ra soát, bổ sung sớm các nội dung, tiêu chí mà một số thành viên trong đoàn đã đưa ra. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và khu lưu niệm nhà thơ Tổ Hữu, khảo sát một số gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp của huyện Quảng Điền, vùng sản xuất rau má của Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ 2, Hợp tác xã Mê Trai Đan Bao La, Nhà văn hóa Trung tâm huyện, Nhà máy ấp trứng Ba Ép Việt, thôn Ngư Mỹ Thành.
Ngày 11 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026 để thông qua một số nghị quyết về các dự án đầu tư công để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện đã thảo luận và thông qua các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện về kết quả thẩm tra đối với hai dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về chủ trương của các tờ trình nêu trên. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trên tại kỳ họp, đóng góp các ý kiến có chất lượng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các tờ trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Chuyển qua những tin tức về dịch bệnh COVID-19, trong tối ngày 11 tháng 12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới cho biết, qua tầm soát đã phát hiện một ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và trên 100 ca nghi nhiễm tại các xã Quảng Nhâm, Hồng Vân, Lâm Đớt. Hiện tất cả đã được chuyển về các cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, toàn bộ 4 thôn Kaleng Abung, A Kêu Nhâm, A Hư Pae, Ơ Bà Nhâm thuộc địa bàn xã Quảng Nhâm được phong tỏa cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tầm soát tất cả khu vực đối tượng có nguy cơ. Để chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện đã có công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12. Tùy theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn để có phương pháp dạy học thích hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tạm thời yêu cầu người dân không tổ chức tiệc cưới hỏi, liên hoan, tiệc mừng, các lễ hội cho đến khi có thông báo mới. Được triển khai từ tháng 5 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua video call miễn phí đã được Bệnh viện Trường học Y Dược Huế thực hiện với hơn 1.500 lượt bệnh nhân. Kể từ đợt bùng phát dịch thứ tư, Bệnh viện Trường học Y Dược Huế đã thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế như giảm số lượng bệnh nhân điều trị nội trú, giảm số người khám ngoại trú. Trước nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất lớn, từ ngày 25 tháng 5, Bệnh viện Trường đã triển khai đồng thời hai mô hình tư vấn khám chữa bệnh miễn phí từ xa qua video call và livestream trực tiếp vào 15 giờ thứ Sáu hàng tuần các chuyên đề về sức khỏe trên Facebook của bệnh viện nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong thời kỳ giãn cách. Bệnh nhân chỉ cần có điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính truyền thống để truy cập vào website hoặc fanpage của bệnh viện. Chọn chuyên khoa cần khám là có thể giao tiếp với bác sĩ thuộc tất cả các phòng khám ngoại trú của bệnh viện trong giờ hành chính để được tư vấn giải đáp hoặc đặt lịch hẹn đến khám trực tiếp. Đối với mô hình livestream, người bệnh có thể truy cập vào fanpage của bệnh viện vào 15 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần để theo dõi và đặt câu hỏi cho chuyên gia về chuyên đề sức khỏe liên quan. Chương trình Huế ngày mới sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch và phân loại đô thị để sớm đạt các tiêu chí theo quy định của Nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 14 đô thị, trong đó một đô thị loại 1 là thành phố Huế, 3 đô thị loại 4 là thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thị trấn Thuận An, mở rộng, và 10 đô thị loại 5, trong đó 7 thị trấn Hiền Hữu, Phong Điền, Sịa, Phú Lộc, Lăng Cô, Phú Đa, A Lưới, Khe Tre và 3 đô thị mới công nhận, xã Lộc Sơn, Vinh Thanh, Phong An. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh hiện nay đạt khoảng 56%. Quá trình phát triển đô thị trong thời gian qua đã đem lại nhiều thành quả và có những bước chuyển biến tích cực. Bên cạnh sự thay đổi bộ mặt và cuộc sống đô thị là sự tác động tích cực đến sự đổi mới bộ mặt và cuộc sống khu vực nông thôn. Các đô thị là trung tâm huyện, trung tâm tiểu vùng đã thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng và các vùng lân cận. Hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện, diện mạo của đô thị ngày càng văn minh hiện đại. Khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận hiện đang triển khai xây dựng để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhiều khu dân cư, khu đô thị mới theo quy hoạch được phê duyệt. Bên cạnh đó, việc tổ chức phân loại đô thị theo các quy định của Nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và các quy định có liên quan, tỉnh đã tập trung công tác lập quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí của loại đô thị, lập đề án phân loại đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ký quyết định về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Thủy Thanh từ loại 2 lên loại 1.
Xã Thủy Thanh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và hiện đang tiến hành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài 5 trường học, 2 hợp tác xã nông nghiệp, 1 trạm y tế, trên địa bàn xã có 5 di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia. Năm 2017-2019, xã Thủy Thanh được UNESCO công nhận là một trong 10 điểm đến hấp dẫn của ASEAN. Qua thẩm định 4 tiêu chuẩn, dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế xã hội và yếu tố đặc thù, xã Thủy Thanh đạt 76 điểm. Theo nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Thủy Thanh đạt đơn vị hành chính cấp xã loại 1. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ký quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với phường Thủy Lương từ loại 2 lên loại 1 và xã Phủ Sơn từ loại 3 lên loại 2. Hiện thị xã Hương Thủy có 5 trên 5 phường loại 1, 2 xã loại 1 và 3 xã loại 2. Theo lộ trình, từ đây đến năm 2023-2024, 2 xã loại 1 là Thủy Thanh và Thủy Phù phấn đấu lên phường. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 11 tháng 12 tại thành phố Huế, vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh Star World 2021 đã được tổ chức với hình thức trực tuyến. Đây là cuộc thi được tổ chức từ năm 2015 do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ phối hợp thực hiện. Cuộc thi với mục tiêu tạo sân chơi trao đổi, học tập ngoại ngữ giữa sinh viên các trường đại học trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong học tập và khả năng hội nhập với môi trường làm việc trong tương lai. 3 đội thi, 4 trường quay, 1 sân khấu ảo và hàng ngàn lượt theo dõi trực tuyến là những gì mà đêm chung kết cuộc thi Star World 2021 đem đến cho những khán giả yêu mến cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh viên trong năm nay. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 6 đội thi đến từ các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tranh tài phần thi tranh biện để tìm ra đội thi xuất sắc nhất toàn quốc bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom và livestream công nghệ 3D, sân khấu ảo. Tuy không được trực tiếp tranh tài trên sân khấu, nhưng việc vượt qua những khó khăn trở ngại do COVID-19 để cùng tham gia đêm chung kết cũng đã mang lại những cảm xúc hào hứng sôi nổi cho cả thí sinh lẫn ban giám khảo cuộc thi. Em cảm thấy rất là mới lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên mà chúng em có thể được tham gia cuộc thi vừa lớn lại còn tham gia online đó. Em mong muốn là các bạn sinh viên khác thì hãy cố gắng tham gia tham gia cuộc thi Star tiếng Anh Star World, bởi vì khi tham gia cuộc thi thì các bạn sẽ biết được rất nhiều các kiến thức liên quan đến vùng miền cũng như là liên quan đến thế giới, và thứ hai là các bạn có thể là phát triển cái kỹ năng nói tiếng Anh của các bạn. Ban đầu thì chúng tôi trong tư cách là ban giám khảo thì cũng nhận thấy là nó cũng khá là bỡ ngỡ khi mà chuyển sang cái hình thức mới như thế này. Thông thường thì chúng tôi làm ban giám khảo thì trực tiếp thì nó sẽ dễ đánh giá hơn. Nhưng mà với cái sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Đại học Huế cũng như là cái sự nhiệt tình từ phía đối tác là Wilma Việt Nam thì cái việc tổ chức này như chị nhìn thấy đó, tức là chúng ta có thể thiết lập được một cái kỳ thi ảo nhưng mà lại có chất lượng như là một kỳ thi thực sự. Trong năm nay, cuộc thi được tổ chức với chủ đề Văn hóa, di sản, hội nhập nhằm giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về nền văn hóa, di sản và con người của đất nước Việt Nam. Ở vòng thi trực tuyến Starship, có hơn 66.000 sinh viên toàn quốc tham gia thi cá nhân trên hệ thống trực tuyến, gồm thi trắc nghiệm và viết bài luận. Trong đêm chung kết, 18 thí sinh đến từ các trường đại học đã cùng thể hiện quan điểm tranh biện với các chủ đề, phong tục và tập quán truyền thống phải được sửa đổi, toàn cầu hóa làm tổn hại đến nền văn hóa dân tộc, cần ưu tiên phân bổ ngân sách cho việc bảo tồn di sản. Đây là những vấn đề không hề dễ dàng đối với mỗi một sinh viên khi được thể hiện bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, các bạn sinh viên đến từ các đội thi với bản lĩnh của mình đã thực sự thể hiện được tinh thần, tư duy sắc bén và sự tự tin khi tham gia tranh biện, thể hiện hình ảnh của những sinh viên thế hệ mới. Đặc biệt, việc tổ chức vòng chung kết cuộc thi bằng hình thức trực tuyến trên một nền sân khấu ảo đặc sắc cũng thể hiện sự năng động của Đại học Huế, đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi năm nay. Và năm nay chúng tôi lựa chọn là văn hóa, di sản và hội nhập để các bạn có thể là trở thành những cái đại sứ về văn hóa, về di sản, về hội nhập. Thông qua đó để quảng bá hình ảnh của Huế nói riêng và của văn hóa Việt Nam nói chung đến tất cả bạn bè quốc tế, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp làm việc với ban tổ chức, làm việc với ekip sản xuất,
làm việc với các cái đầu mối của các cái trường đại học thành viên, đại học quốc gia, đại học vùng để chúng tôi có thể thống nhất cái kịch bản cũng như là lên cái chương trình chi tiết để tất cả đều thống nhất và có thể diễn ra một cách là đồng bộ của tất cả các điểm cầu cũng như là để hoàn thành cái cuộc thi này trong một cái mục tiêu của chúng tôi hướng tới đó là cùng một cuộc thi và lan tỏa để các bạn có thể trở thành những cái sứ mạng về văn hóa, về di sản hội nhập. Vừa qua, những đội thi xuất sắc khác, giải nhất cuộc thi Star Wars 2021 đã được trao cho đội thi Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Star Wars không chỉ là sân chơi học thuật nhằm nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, mà còn là cơ hội để sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên của Đại học Huế nói riêng, trao dồi thêm kiến thức xã hội, kỹ năng hội nhập, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin yêu đối với văn hóa và di sản của dân tộc. Thưa quý vị, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn đang là câu chuyện nhức nhối trong một số cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa để từng bước nâng cao chất lượng dân số. Phóng sự thực hiện tại huyện miền núi A Lưới. Luôn có nhận thức cao về công tác kế hoạch gia đình nên dù sinh con bộ bề nhưng cô Trần Thị Lộc, thị trấn A Lưới vẫn không sinh thêm. Với cô, dù con là gái hay trai cũng chỉ hai là đủ, vừa có điều kiện chăm sóc tốt cho cả con, vừa có thể dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Vì thế, sau hơn 30 năm kết hôn, cô vừa có một gia đình hạnh phúc, vừa gặt hái được nhiều thành công trong công việc của mình. Lợi ích về sinh hai con thì bản thân gia đình tôi nhận thấy rằng về dạy con khỏe và dạy con tốt, có thời gian để mà còn lo cho cháu chắc, rồi đồng thời là có thời gian để mà công việc xã hội cũng như là về vấn đề là tham gia các phong trào văn hóa. Vội vàng kết hôn ở độ tuổi chưa trưởng thành đã để lại nhiều hệ lụy cho chính cuộc sống của người trong cuộc. Lấy chồng từ năm 16 tuổi, đã có hai con nhưng chị Đường vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Một ngày chị ở nhà chăm sóc cho con. Tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào công việc không ổn định của người chồng cùng tuổi. Nghĩ lại những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân và cả con đường tương lai còn dài phía trước, khiến chị không khỏi xót xa. Bình lấy chồng sớm khổ lắm, không biết đi làm chi hết, chỉ ở nhà trông con thôi, phụ được việc gì thì phụ. Mình khuyên các thanh niên là không nên kết hôn sớm, đủ tuổi trưởng thành chín chắn rồi mới lấy để có cuộc sống tốt hơn. Nhiều năm qua, cán bộ công tác dân số, kế hoạch gia đình các cấp đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối tượng học sinh đang trong độ tuổi đến trường về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đến đầu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm xuống còn 18,5%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,5%, tỷ lệ sinh con thứ ba là 27%. Tuy có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tình trạng tảo hôn xảy ra với 24 trường hợp xuất hiện ở hầu hết các xã. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên dù đã giảm nhưng lại có chiều hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Gian tới thì địa phương là chủ động tập trung các cái hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dân số, đó là giảm tốc độ tăng dân số, giảm nhanh tỷ lệ tảo hôn và xóa cái hôn nhân cận huyết thống. Cái thứ hai là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân cũng như là của các cấp chính quyền tại các xã, đặc biệt là khối là đoàn thể tuyên truyền vận động làm sao cho có hiệu quả. Vấn đề giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi vẫn còn là một thách thức lớn đối với những địa phương vùng sâu vùng xa như huyện A Lưới. Đẩy mạnh tuyên truyền và đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân về quy định pháp luật liên quan đến hôn nhân gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cũng như làm rõ những hậu quả, tác hại và hệ lụy do vấn nạn này gây ra, chính là yếu tố quan trọng nhất để giảm thiểu tình trạng này. Qua đó, nâng cao nhận thức, dần thay đổi được hành vi, từ bước hạn chế và tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong thời gian tới. Phần cuối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Gia đình cá nhân nào xả ra nhiều rác sẽ phải trả thêm tiền. Ngoài ra, nếu không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, sẽ bị xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Đây là quy định theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Như vậy, theo quy định mới, phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sẽ căn cứ theo khối lượng và thể tích chất thải ra. Gia đình, cá nhân, xả càng nhiều rác thải thì sẽ phải trả chi phí nhiều hơn. Tuy nhiên, tùy từng địa phương mà có thể được áp dụng và ở các thời điểm khác nhau, và chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Cùng theo quy định mới, nếu hộ gia đình cá nhân không phân loại rác cũng bị từ chối thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Lộc vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Trần Bá Vương, sinh năm 1997, trú tại thôn Thủy Yên Thượng, xã Lục Thủy, và Nguyễn Hưng, sinh năm 1998, trú tại thôn Thủy Yên Hà, xã Lục Thủy, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ đêm ngày 30 tháng 11 năm 2021, Vương và Hưng thực hiện vụ trộm một chiếc xe mô tô hiệu Vario tại địa bàn thôn Phước Hưng, xã Lục Thủy. Tiếp đó, vào lúc 1 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2021, Vương và Hưng tiếp tục đến địa bàn xã Lộc Bình trộm 4 con chim chào màu, nhưng bị người dân phát hiện nên hai đối tượng bỏ lại xe máy của mình và tháo chạy. Trên đường bỏ chạy, hai đối tượng đã trộm một chiếc xe mô tô biển kiểm soát 75K7-2195 của một người dân ở thôn Tân An, xã Lộc Bình. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, các đối tượng ra xã Lộc Bình để chuộc lại chiếc xe đã bỏ lại trong quá trình tháo chạy thì bị bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, Vương và Hưng còn khai nhận trước đó vào các ngày 1 tháng 8 và ngày 1 tháng 10 năm 2021 đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm xe mô tô tại địa bàn xã Lục Thủy, huyện Phú Lộc. Hiện công an huyện Phú Lộc đã thu hồi toàn bộ tài sản mà các đối tượng trộm cắp trong vụ án nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sau ổn định nên trời nhiều mây, có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to, vùng núi A Lưới trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 22 đến 23 độ, độ ẩm từ 95 đến 97%. Thời tiết biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 m.